Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục giới thiệu với toàn thể các bác về một mẫu đẩy bên em lại tiếp tục mới cập bến được khoảng gần 20 con với dòng đẩy VA401 của hãng Eurocenter, thương hiệu đến từ Tây Ban Nha nhé các bác nhé. Với sản phẩm đẩy này thì nó thiết kế rất đẹp nhé, nó là mặt nhôm nhé, mặt nhôm được hun đen hết, rất đẹp và thiết kế quắc nhé, có đèn quắc báo thông số nhiệt độ và chạy ở chế độ này, và em đang chạy chế độ Sitte nhé, và hai volume cân chỉnh từng loa một, và chiếc áp nó là chiếc áp bi nhé, và hai đèn nháy thể hiện từng kênh một, nó cũng là thiết kế đúng là quá đẳng cấp luôn, rất đẹp nhé, quai sách bằng nhôm này. Và khe thoáng nhé, khe thoáng khi các bác đậy nắp vào thì nó sẽ thoát khí qua đường này, làm mát những cái phần tỏa nhiệt khi các bác chạy công suất lớn. Và đặc biệt với phần của nguồn của nó cũng rơi khoảng gần 20 cm, nguồn rất to rất khủng nhé, và được chạy 24 đèn công suất của Toshiba nhé, hãng Toshiba của Nhật Bản, với đèn 1943 và 5200, đó là đèn của hãng Toshiba nhé. Và với thiết kế của dòng đẩy này, nó là thiết kế mên mạch màu đỏ hết nhé, đặc trưng của hãng nhé, hãng Eurocenter các đời 401 hay những dòng đẩy mã cao cấp hơn thì nó cũng đều được thiết kế màu đỏ, kể cả những cặp loa Eurocenter, những chiếc tép của nó đều được thiết kế tép màu đỏ đun nhé. Với sản phẩm đẩy Eurocenter này thì với bộ lọc nguồn, tụ lọc nguồn của nó thì cũng là do hãng sản xuất, đó là Eurocenter. Đấy, bọc bên ngoài đó là tủ xịn của hãng nhé, rất khôn, rất chi tiết nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng sơ qua về nội tạng của sản phẩm đẩy Eurocenter VA401 này. Nó rất chất lượng nhé, quá đẳng cấp luôn. Tỏa nhiệt bằng nhôm nhé, được hun đen hết nhá, nhìn trông nó được thiết kế đúng là màu đỏ và đen, nhìn trông nó rất chi là chắc chắn và khỏe khoắn luôn đấy. Với thiết kế hai quạt gió hút gió từ bên ngoài này, lọc qua một lớp bụi, chống bụi, và hút thổi vào bên trong để làm mát thanh tỏa nhiệt này khi các bác chạy công suất lớn. Với công suất của đẩy này thì có thể chạy được một đôi loa Eurocenter PEP 12 cộng và thêm một đôi loa lời, giả dụ đôi lời PEP 10 cộng thì cũng kéo được hết nhé. Công suất của dòng này nó rất chỉ là khỏe, nó chạy 24 đèn công suất, mà công suất nó là rất rất khỏe luôn. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng đẩy Eurocenter VA401 này, nó thể hiện chất âm nó sang tiếng và uy lực như thế nào. Và em chỉ kết nối vào một chiếc vang Estech hay gọi là vang EXA 5G Audio nhé. Dòng vang này thì rất nổi tiếng rồi, bên em cung cấp rất rất nhiều rồi. Mời các bác hãy thưởng thức và lắng nghe nhé.
Vâng, với chất âm của dòng đẩy này thì nó mang ra cái chất âm của nó là rất sáng tiếng và rất bay tiếng nhé. Chất âm nó rất mượt, nghe nó rất đã và rất phê luôn. Những bác nào mà dùng để hát karaoke hay là đều để nghe nhạc thì nó rất chỉ là tuyệt vời. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm đẩy VA401 của hãng Audio Center, hãng vải xịn này, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 319. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Với chiếc đẩy VA401 này, bên em đang cung cấp này có giá là 5.500.000. Và giờ đây xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.